chuyển về Mỹ Tho đó. Mình cho má con em sống chung nhà với mình nghe. Ở nhà dưới cũng được nữa mình. Mình cũng biết là em đâu có đòi hỏi hay là mong muốn nhà cao cửa rộng đâu, đúng không mình? Em chỉ muốn là được kề cận, được chăm sóc mình thôi à. Mà cái điều em mong muốn lớn nhất là thằng Bảo nó được sống chung nhà với ba của nó. Nếu mà được như vậy thì má con em sẽ đỡ tủi thân nhiều lắm. Con của em nó cũng sẽ không mắc cỡ với bạn bè. Tôi hiểu. Tôi rất là hiểu nỗi lòng của em. Cũng không phải là tôi không muốn cho hai má con em về sống chung đâu, mà chỉ là như tôi đã nói rồi đó, hai bà mà sống chung đụng với nhau là thế nào cũng xảy ra chuyện mất lòng à. Trước khi cưới em về làm vợ, tôi đã nói rõ ràng với em rồi, tôi sẽ lo cho má con em một cuộc sống đầy đủ. Nhưng tôi không thể nào để má con em sống chung với má con thằng Thịnh được. Mình, em xin thề với mình, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến mình khó xử đâu. Về đó chị Liễu nói gì á, em cũng nhất nhất nghe theo, không cãi một lời luôn. Em thề đó mình. Mình tin em đi, cho hai má con em về sống chung với mình đi mình. Tôi xin lỗi, về chuyện này tôi không thể nào đáp ứng cho em được. Nhưng mà em yên tâm đi, tôi đã lo chỗ ở cho má con em rồi. Đó là một căn nhà lớn hơn căn nhà này nữa. Em đâu cần căn nhà lớn đâu, em chỉ cần căn nhà đó có anh thôi. Thì thôi, mình nói vậy rồi thì em chỉ cần cách nghe theo thôi. Cảm ơn mình đã hiểu cho tôi.